Hôm nay mình sẽ mở hộp con tai nghe mới của KZ, đó là KZZX5. Nó mới ra được khoảng hơn một tháng thôi. Và đây là cái con mình mới order về. Cái con này là đợt đầu nên là nó sẽ có hộp như vậy, còn mấy cái con đợt sau nó sẽ có hộp bình thường như mấy cái con KZ bình thường của nó thôi. Mấy bạn mà order bây giờ thì chắc có thể sẽ còn được hộp như vậy. Đây, con mình order là con màu bạc, nó có hai màu là màu bạc và màu xanh dương. Bộ tiếp của nó có 2, 4, 6, 12 tiếp. Quá trời luôn. Con này là nó có 4 driver mỗi bên. Tổng cộng tai nghe là tiếp 8 driver luôn. Con này là chắc driver 8 driver rẻ nhất. Cái hộp nó thì cũng có nhiều đầy rồi chứ không còn gì hết. Này, dịch rồi. Và đây là cái hộp nãy mình bóc ra rồi. Đây là dây bạc của nó. Thì cũng như dây bạc của dây bạc bình thường ha, không có gì đặc biệt hết nên mình không có bóc ra cho các bạn xem. Rồi xin cảm ơn các bạn.